Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình em ạ. Thì trước khi vào video, anh em nào muốn mua mã shop gkt.vn, nếu nó có Momo thì sẽ là mmm.me để mình nhá, cảm ơn rất nhiều. Rồi, video hôm nay nói chung là chắc anh em chẳng cần tour để làm gì đâu. Thì dạo gần đây là có một số anh em bảo là anh ơi sao anh đi hoạt động, anh không dùng phân thân. Thì nói chung là hoạt động thì anh em đã biết rồi. Ví dụ như xuất cáp hoặc đi cẩm thuật thì cái crep của mình nó khá là ít và cộng thêm nữa là khá là lâu. Mà trong đó cái điểm phân thân thì tính trên cái điểm anh em farm được con crep nhiều hay ít. Thế nên là cái tốc độ anh em mang phân thân đi cấm thuật hoặc là đi địa cung hay là đi sơn cáp ấy, thì tốt nhất là anh em nên dùng ở trên quái ở bên ngoài hơn. Tại vì là cái thời gian chúng ta đi có thể là mất bằng một cái bùa rồi anh em ạ. Cấm thuật bình thường là đi một lần là mất một cái bùa rồi. Tội gì anh em phải bỏ 24k bạc để dùng phân thân đi cấm thuật rồi anh em. Đấy, đây là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai thì nói chung là dạo gần đây thì anh em bảo sao anh không ăn sự kiện. Đợt trước thì anh em nhiều lắm mà, thì thật sự là anh em đã biết rồi đấy. Thì chủ yếu mình ăn sự kiện mình có mục đích thì mình mới ăn anh em. Ví dụ như đồ mình thiếu chẳng hạn thì mình sẽ ăn. Hoặc thêm nữa là bây giờ trong cái bánh sinh nhật ấy, nó ngon thì mình mới ăn. Chứ bây giờ anh em bảo trong cái bánh sinh nhật ấy toàn cải trang ăn bu mới cả một số cái item khóa thì anh em bảo ăn làm gì anh em. Đổi lại bà khóa mới cả đổi lại kinh nghiệm thì nó cũng không đáng được bao nhiêu anh em. Tất nhiên là mình ăn nó sẽ được bà khóa kinh nghiệm. Nhưng mà để mà nói ở làng cũ ăn sự kiện liệu cải trang này bán cho ai và dùng để làm gì anh em là quan trọng. Thế nên là mình cũng rất là đắn đo cái chuyện ăn hay không ăn. Thế nên là mình quyết định là mình không ăn. Và thêm nữa là mình sẽ cố gắng mình đợi sang cái sự kiện sau anh em. Và ngoài đây sẽ chỉnh sửa một số gọi là cái quà trong sự kiện. Có thể là anh em anh em ăn sự kiện cũng được, anh em không cần thử vận may cũng được, miễn là ăn sự kiện nó ra đồ ngon là được. Chứ giờ anh em bỏ vòng quay thử vận may thật sự mà anh em luôn. Đợt này AD là đang chú trọng về cái ăn bu là cái đầu tiên anh em, và cái thứ hai là cái logo ăn bu của làng lá phiêu lưu ký anh em. Để mà nói mình cứ tưởng là cái cải trang ăn bu mang thương hiệu của làng lá nó phải mạnh mẽ lắm, ai ngờ nó còn yếu xìu, các tốt không cần dùng luôn anh em, chán thực sự luôn. Bao nhiêu công mong đợi, cuối cùng sự kiện thì nhịn tận mấy tháng rồi. Hôm nay nói chung là chắc phải hơn tháng nữa mới hết anh em. Chính xác phải hơn tháng nữa anh em. Tận 20 tháng 10 mới hết cơ. Đấy, đơn giản là vậy thôi anh em. Để mà nói thì nói chung thì dạo gần đây là AD cũng có đăng bài lên rồi. Thì theo như anh em đã được biết đấy, thì cải trang lục đạo hạ cấp xuống còn 49 anh em nhé. Đồng nghĩa việc là anh em 49 khóa cấp đi đại hội nhẫn giả Liên Xô vào 4X thì có thể có lục đạo anh em nhé. Thì cũng biết là lục đạo thì nói chung là bên hạ thế nào. Ủa thế nhiệm vụ mình đã đi nhầm nơi rồi anh em. Thì theo như anh em được biết thì hạ sẽ gọi là người lên lục đạo đầu tiên của lá phiêu lưu ký để cho cái hệ 4X. Nhưng mà thật sự bây giờ thì nói chung là vừa rồi bán X và sau đó là mình nghe được cái tin của Tài là bảo lại mua X rồi. Đấy, thì không biết là ai sẽ là lục đạo đầu tiên của 4X. Và mình sẽ cố gắng mình liên hệ với anh Bin để mình gọi là xem nào. Dạo gần đây anh Bin gọi là đang ở cái gọi là mức lạc bao nhiêu rồi anh em. Mình nhớ nhầm là trên 200 rồi đấy. Thì không biết là đợt Tết này lên hay là sẽ như thế nào. Nhưng mà nói chung là cái tầm bây giờ có mắc đồ thì họ không ham gì cải trang đâu anh em. Bây giờ cải trang nào cũng mạnh, cải trang nào cũng khỏe, không nhất thiết phải là cải trang lục đạo là cái gì đâu anh em. Đấy. Và lục đạo bây giờ nó chỉ là một cái gì đó nó hư vô đấy anh em ạ. Hư vô thôi, ngày xưa anh em biết đấy. Có thể là cái con nick này lên lục đạo đầu tiên nhưng mà bây giờ anh em nhìn đấy. Cải trang nó không lục đạo, nó không là gì anh em ạ. Nó rất nhiều thứ mạnh hơn lục đạo như là skin vĩ thú này hoặc là gai tử môn này. Không có cải trang lục đạo anh em có thể thay một cải trang khác, không có nhất thiết phải là cải trang lục đạo anh em. Đây mình cho anh em xem luôn này, không nhất thiết là phải cải trang lục đạo anh em. Ví dụ không có cải trang lục đạo thì anh em có thể là thay thay cho mình cái lô en chẳng hạn. Thì nó sẽ không có chakra nhiều, nó sẽ mất đi tầm khoảng 100 hơn trăm chakra. Nhưng mà có thể là anh em sẽ thay vào cái trang ăn bu chẳng hạn, ăn bu cũng khá là khỏe anh em. Đấy, không nhất thiết là phải cái trang lục đạo anh em. Còn là cái chuyện là 4X nào lên lục đạo thì họ sẽ có danh tiếng hoặc là nó sẽ nổi như cồn chẳng hạn, nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thôi anh em. Rồi sẽ chìm thôi anh em ạ. Thế nên là chuyện anh em bảo là anh ơi anh mượn nick anh review đi, nói chung là mình sẽ cố gắng anh em. Tại vì hạ là mình cũng hay nói chuyện mà thằng cha đấy nó cũng nắm lúc nó cũng kiểu ngứa tay ngứa chân anh em. Thực sự anh em luôn, mình gọi là lắm hôm cho mình kèo xong là mình inbox mẹ bảo thường ngứa tay làm mẹ luôn rồi đấy, buồn thực sự anh em. Rồi thì nói chung là đợt này hạ cũng đã comeback lại và sao mình nghe Tài kể, nhưng mà mình inbox thì vẫn cứ kiểu là giấu giếm thôi anh em.
sợ xin kẹo anh em ạ. Cha này dạo này xin, sợ mình xin kẹo ác lắm anh em. Đợt trước phá 10 cây xoài đã tiếc loay đít rồi nhé. Không sao, bây giờ game nó cũng bão hòa rồi anh em, game nó cũng bão hòa rồi, cứ không nhất thiết là phải đầu tư là khỏe đâu anh em, cứ từ từ sẽ khỏe thôi. Và đợt này nói chung là mình cũng gọi là đang tích bạc khóa mà tích mãi không lên anh em, đợi sự kiện mới để có bạc khóa đây. Nhưng mà quan trọng là sự kiện này ngon anh em, nó như kiểu là sự kiện vừa trước sự kiện sinh nhật này đấy, ăn ra cải trang VIP có thứ kiểu, nó còn có gọi là động lực để ăn chứ, bây giờ ăn toàn ra cải trang ăn bu có thứ kiểu, thế ăn làm gì anh em, chả có cái gì để ăn luôn. Thử vận may đợt này nó khoai rất nhiều so với những cái đợt gọi là thử vận may khác anh em. Ngày xưa thì có cải trang Bạch Red Su này, với cả cải trang Văn Nang này, thủ lĩnh Văn Nang này đấy, nó là một trong những bộ cải trang gọi là làm cho anh em gọi là chết lên chết xuống. Và thêm nữa là cái một số cái cải trang Jugo Karin với cả cái gì Suiretsu à, đấy ngày xưa. Bây giờ thêm Zia ra anh em đấy, mà trong khi đó đợt này nó còn 5 cái ăn bu đá 10 đá 11 là anh em phải biết là nó độ khoai nó tăng lên khá là nhiều. Mà không biết là AD có lắm được cái giá của thị trường không, nhưng mà theo như anh em nghĩ đấy, server nào càng cũ không có gọi là không có cầu thì nói chung là cung cấp nó cũng chả được vào đâu đâu anh em, chả bán được đâu, thôi coi như sử dụng thôi cho nó đẹp thôi, hoặc là bán giá cho thôi. Bây giờ ra cái ăn bù làng sương mù này chắc là bán được gọi là mấy chục anh em, mấy chục có khi không ai thể mua anh em, mua về họ đeo cho đẹp hoặc là họ cày series nick cùi cùi. Mà không biết là AD sẽ cho xử lý như thế nào với mấy cái trang phế vật như mình đã ghép vào đây này. Đấy, ghép vào đây này. Tờ Tsunade này, Noen Orochimaru này, rất nhiều cái trang anh em mọi nơi là đang rất đeo rất nhiều. Thêm nữa là cái trang gì đây, cội dễ này, ngày xưa khá là hiếm này, đấy rất nhiều luôn anh em, đơn giản thôi anh em, nhưng mà nhiều cái ở đây cứ làm khó nhau quá anh em ạ. Bây giờ ở đây không biết giữ cái gì nó là một cái giá trị anh em ạ, ở đây chỉ cần biết là cứ đổi mới thành, cứ cho cái mới thành cái cũ rồi lại đổi thành cái mới mới thôi, chứ không ui vừa mới sử dụng phát đúng lúc hết gọi là di chuyển phù luôn, tôi lại phải mua cái mới này anh em. Rồi thì đợt này cũng chả có gì làm đâu anh em, nhiều anh em bảo làm series dân cày cái thứ kiểu, anh em nghĩ bụng mà dân cày anh em ai xem đâu, chả ai quan tâm đâu anh em, anh em chỉ cần nghe được cái tiêu đề thôi anh em biết là nó cũng chả có gì đặc sắc rồi. Ví dụ bảo là hôm nay làm cái series gọi là cày full 8 chẳng hạn, ui full 8 thì giờ có gì đâu, chẳng nghe lại ấn vào xem tua cho nhanh đấy, mong anh em gọi là thông cảm giữ mình chẳng có thời gian để mình cày đâu anh em, mình muốn làm cái đặc biệt cho anh em lắm nhưng mà nhiều cái nó khó lắm anh em ạ, nhất là về còn thời gian, thứ hai là công việc nữa, mình không phải là người chăm oan anh em. Rất nhiều anh em inbox mình bảo là anh ơi anh nhập ác không này, và anh ơi anh giao dịch trung gian giúp em này, thứ ba là nhiều anh em gọi là cứ anh ơi anh ơi, mình thật sự anh em luôn là mình cũng muốn dép anh em lắm nhưng mà thật nó không vào, nó không giải quyết được cái vấn đề gì đấy anh em. Thêm nữa là mình cứ tầm nửa ngày mình mới kiểu vào đọc tin nhắn đấy, thì những cái tin nhắn của anh em bốc nhóm và của cả các game khác đấy, nó hay bị thì gọi là trôi đấy anh em ạ, đâm ra là nhiều lúc là nó bị lạc đi, đâm ra mình không dép được, thì mong em thông cảm nhá, khổ tâm lắm anh em ạ, chứ mình cũng không muốn gọi là làm mất lòng anh em đâu. Rồi nhiệm vụ thì nói chung là tầm này mình làm xong nó cũng hết cái để làm rồi, đợt này thì đã bạc khóa cũng nhiều lắm rồi anh em, cũng có tầm đây tầm khoảng 4 36 36 và 7 và 8 và 9 40 à 45 này, chỗ này tầm khoảng 50 mấy viên rồi anh em, ngoài đây là cũng mấy nữa, sơ sơ với ngót 60 viên, ngót 60 viên rồi, đủ một set 17 rồi anh em, cố gắng hơn tháng nữa đại sự kiện mới đấy anh em. Bây giờ đang ở trong tình trạng gọi là tắt nhặt đá đây, tắt nhặt đá đây thì mình bây giờ mình on thì mình cũng chả thèm cài đặt làm gì, bình nó on thì bảo nó tắt nhặt đá thôi, còn cấm thuật thì nhặt tạm thôi anh em. Chưa bây giờ một tuần, hôm nay là thứ mấy ta, hôm nay thứ ba, cũng tầm được tầm khoảng ngót 7 triệu bạc khóa một ngày đấy anh em, nhưng mà không thấm ở đâu anh em, không thấm ở đâu cả, hơi buồn. Đang cần game đi một cái hướng đi gì mới mẻ để cho anh em có động lực đây.
Ví dụ như là bây giờ tăng cái gọi là danh lên chẳng hạn, bây giờ tăng cái danh lên có thể là bạn lạp đi ra nó có mục đích anh em. Chứ bây anh em bảo là cứ kiểu gọi là lạp không ra lạp mạnh ra mạnh, nó chả đâu vào đâu anh em. Chán lắm. Bây giờ thì nói chung là mình gọi là chơi vì đam mê rồi anh em ạ. Chứ thật sự là anh em đừng có lôi mình vào cái vòng xoáy của Liên Server nha anh em nhé. Nhiều anh em gọi là hay lôi mình vào cái vòng xoáy Liên Server xong bảo mình thế này thế kia, mình thật sự là mình nghe có đến mình không thấy cảm thấy hài lòng với anh em đâu. Đấy, anh em phải hiểu như thế nào chơi trải nghiệm, anh em phải hiểu thế nào à chơi vì thắng thua nó khác anh em. Mình làm mình trải nghiệm, mình làm mình clip cho anh em chứ thật sự không phải là mình quan trọng cái thắng thua, mình quan trọng thắng thua mình đã đi lên server rồi anh em. Đấy, nhiều ông lại cứ bảo là thế này thế kia đầu tư nhiều xong này nhiều ông lại bảo gọi lên nhiều xếp kháng thế này thế kia. Nghe mệt lắm anh em ạ. Và mình cũng đính chính lại là mình không bao giờ đi lên server anh em nhé. Anh em nghe và anh em gọi là hiểu giúp mình. Ông nhiều ông lại cứ thấy mình ở lên server thế này thế kia là các ông lại à bảo mình đi hay là vượng thế này thế kia xong là lắm ông còn vô làng mà mấy ông chửi mình. Uầy, mẹ nghe đau đầu lắm anh em ạ. Mình chơi game để giải trí chứ mình chơi game để gọi là nghe anh em chửi đâu anh em. Và mình làm clip mình chả bao giờ mình khụi khịa với ai đâu anh em nhá. Không anh em lại cứ lôi mình vào vòng xoáy là hơi mệt đấy. Mình mệt đấy chứ không phải là anh em mệt đâu, anh em lại bảo là à mày dọa tao. Khổ lắm cơ mẹ với ông, chiều mấy ông khó thực sự luôn đấy. Rồi, vậy là xong nhiệm vụ rồi anh em, có gì để làm đâu. Không có gì để làm nữa anh em. Tinh thạch à. Đổi tinh thạch này, đổi luôn đi chứ để làm gì nữa. Rồi. Hoạt lực. Hoạt lực xong rồi đây còn hai bình không xài mẹ lốt đi nhỉ. Xài chắc xài bình nó xài vào đây rồi anh em. Bình nó xài vào đây để cho đỡ chặt dương rồi anh em. Bây giờ dương mình khá là chặt rồi, mình không có bạc khóa để mình ghép chứ bây giờ để mà nói tốc độ bạc khóa mình bây giờ có kiếp đá thì nhanh hơn là cái tốc độ gọi là bạc khóa tăng anh em ạ. Tại vì bây giờ đợt này mình cũng chả có động lực gì để mình chơi đấy. Mình chỉ kích tinh thạch lên thôi anh em. Rồi, bây giờ nói chung là về khu chiến quái đấy anh em. Đấy, mong anh em xem được clip này, anh em gọi là xem hết vấn đề giúp mình không anh em lại bảo ui xem tôi chả thích cái gọi là cái tiết mục đặc sắc đâu. Suốt ngày gọi là xám đi xám lại thôi. Chả năm anh em ơi. Bây giờ nói chung là mình cũng đang được 43% rồi. Anh em cứ từ từ đợi mình lên 64 thì mình sẽ lên được cái ống tiêu thôi. Và cái ống tiêu này là ống tiêu Sharingan à. Thì trong khoảng thời gian đấy mình sẽ cố gắng mình tích mình đập vào cái ống tiêu vì tại vì cái ống tiêu này nó cái là một cái dòng gọi là khá là quan trọng vì cái con nó có cái dòng lé mình nhớ không nhờ nó có cả giảm tấn công hay sao nhở, để mình nào mình xem lại. Mình nghĩ nó có giảm tấn công với đánh chí mạng anh em, như giảm tấn công với đánh chí mạng tăng lên 50% thì phải. Hay là tăng tấn công nhỉ, nói chung là giảm hay sao đấy và tăng tầm khoảng 250 né, đúng rồi 220 250 né. Đợt này nói chung là AD cho setup cái set 1, set 2, set 3 này thì anh em sử dụng sẽ không bị tháo đồ. Nhưng mà mình nghĩ là cho cái kiểu trang 1, trang 2, trang 3 nó dễ hơn. Tại vì là chúng ta có thể tối giản hóa được mấy cái đồ trong dương này. Tại vì bây giờ mình sử dụng mình vẫn phải vào trong dương mình xài anh em. Khổ thế đấy. Nhiều lúc mình góp ý cho AD nhưng AD hiểu vấn đề rồi. Nhưng mà AD gọi là toàn nằm lệch đi một hướng thôi anh em. Buồn thực sự. Đợt này nói chung là ở bên thành phố Hồ Chí Minh gọi là dịch cũng khá là nhiều. Và đặc biệt là mình nghe anh Nam bảo là chị Hiền đang bị cách ly anh em. Đâm ra là cái chuyện gọi là hỗ trợ anh em hơi bị chậm. Có thể là anh em xem một clip này anh em sẽ hiểu cho bộ phận bên đằng nào phiêu ký nhá. Tại vì là mình nghe là chị Hiền gọi là đang ở gọi là bị kiểu F0 hay sao ấy. Thì mình chỉ nghe anh Nam bảo thôi nhưng mà anh em đừng có bô ba lăng nhăng đi không tí anh em lại bảo là thằng này nó nói vậy thôi thì chắc nói đúng. Chết anh em, nghe thôi chứ đừng có gọi là đi kể với chúng nó. Rồi, bye bye anh em nhé. Chúc em có một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em, cảm ơn em rất nhiều nhé.